Sau khi ăn sáng tại khách sạn và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực gần bãi biển xong, đoàn tiếp tục di chuyển đi tham quan nhà Ngược và Bạch Dinh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé! Lúc giữa là được rồi đó! Rồi. Ok. Có một dấu hiệu gì thì đừng nói tác nghiệp tác nghiệp cái gì. Hẹn nào? Dấu hiệu gì đó. Sao là hai người hiểu. Vậy đi. Rồi ngưng đi, Cameraman này chắc nghỉ sơ. Bây giờ mình đi đâu? Mình cùng nhau đi đâu? Mình cùng nhau lên xe buýt. Mình cùng nhau đi xe buýt. Hồi xưa tới giờ con là cục vàng mà hôm nay là con xuống rồi con. Nào mình cùng nhau đi xe buýt. Bữa nay về là con xuống rồi. Con đứa địa điểm mình đến là đâu vậy Linh? Đi nhà Ngược. Nhà Ngược thì đâu nữa? Nhà Ngược và Bạch Dinh. Bạch Dinh ha. Rồi. Rồi chúng ta cùng bắt đầu đi. Bạch Dinh đó thì là hên xui. Hên xui. Lý do là coi chừng bữa nay Bạch Dinh đóng cửa. Thì lý do bữa nay quốc ta là chức tăng của khách sạn thông báo cho mình biết. Ok. Có khả năng là Bạch Dinh đóng cửa. Ok. Thì mình chuyển về Thích Ca Phật Đài. Ok. Khoảng 10 giờ rưỡi là mình về khách sạn. Ok. Và chúng ta sẽ di chuyển về mua mắm guốc ở nhà máy mắm guốc Quán Hải. Đấy cái gì vậy? Vẻ đó. Để mình về quán trường này đẹp dữ nữa. Nhà Úc Mực Vũng Tàu là một công trình nghệ thuật độc đáo, mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị và có chút kỳ lạ. Đây là mô hình kết hợp giữa quán cà phê và studio chụp ảnh. Khi bước chân vào nhà Úc Ngược, mọi người sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ khi mọi thứ đều đảo ngược so với thế giới thực. Mời các bạn cùng theo dõi video. Địa điểm mình tham quan tiếp theo là nhà Úc Ngược. Sao mà giải cứu trái đất được? Ô siêu nhân này không được rồi. Nhà Úc Ngược. Địa chỉ nè, số 36 nè, quận 4, 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 này vé sao thì lên hả, vé cao không, giá vé cao không ai biết, giá vé nhiều 50 hả? Upside down house. Dưới 17 tuổi là năm. Ồ, nhà nghỉ sang. Rồi bà con. Nghỉ sang. Đây là một chú mèo rất là ngoan. Thì đó. Sao này vé sao vậy em gái? Dẫn hai bé lại. Thiên Long. Đi bằng dép hả bà con? Lột vậy ra hả? Ở đây nữa kìa. Ra đây nè. Rồi 30.000 đó, 30.000. Sáng uống quá nhờ. Chết hết cầu. Mình muốn là gà giá hết rưỡi á, mới có miễn phí được chứ mấy người chúng thì lỡ ra đâu. Giờ một tủ là trên mét 2 hết trơn rồi. Rồi mình lên đây mà mọi người ơi. Đây chơi chơi tham quan nhà. Tham quan cấm cười nha. Ở
tại vì lý do cười hồi mệt lắm. Ồ, để dép à. Đúng là nhà ngựa, cái gì cũng được hết. Mỗi tầng nó sẽ đều có khuôn mẫu ở những góc tường cho mình tham khảo chụp. Mình có thể chụp theo những hình mẫu ở trên tường hoặc là sáng tạo ra kiểu để chụp cũng được ha. Còn về cách chụp hình ở đây á, em sẽ chụp mẫu cho mình Tám, em hướng dẫn cách chụp hình ở đây ha. Dạ rồi, cho em mượn người, cho em mượn cái điện thoại để chụp mẫu. Vô vô đi, vô. Rồi, đây là mẫu luôn. Ba người. Ba người. Ba người đứng ở bên này với em. Ở bên này. Nhìn thấy cao gan cười tôi với em cái nha.
nó sẽ hơn với máy mình. Nó với mình của mình đó. Cái nhà nhìn cái cười tươi cái này đường lên làm cái này tốt. 2 3 rồi hai cái nè, ở dưới này 2, ở dưới này 2, ở trên kia bắt tim nè. Rồi ok. Rồi 1 2 3 rồi ok. Ok. Rồi mình lên tầng trên mọi người ơi. Rồi lên trên. Rồi mình cứ lên 4 tầng cứ lên. Rồi rồi. Cá thì sao? Dạ dạ. Đi lấy trứng gà. Nhưng vậy em trai lên chưa? Cái nhà cây, cái nhà ngựa. Anh cái chỗ này toàn là hết rồi. Thật là thiếu nhờ, quá thiếu. Chụp là thành
Đi qua Bạch Vinh, nhưng mà có khả năng trong cái buổi hiện nay là Bạch Vinh đóng cửa, nếu như đóng cửa thì mình về thì mình sẽ tắm biển tiếp. Rồi khi tắm biển xong mình sẽ đi kiếm món ăn, ăn xong mình sẽ về Hậu Giang. Qua đâu, qua đâu, qua tắm biển tiếp đâu, xong chuyến đi. Còn ghé chúng ta thương mại thì cũng dài lắm. Mình ghé thương mại chỗ mà Bà Rịa phải không? Chị Linh ghé đó, chị Linh chán chết. Mua chán gì? Thì nó có nguyên siêu thị rồi. Sao có mua đồ biển về nhậu? Mua đồ biển về đi. Nó mua đồ, mua đồ biển, mua khô đi ghé. Thì đúng rồi, mua khô, mua mực, mua mắm gì đó. Đừng có chọt ơi. Đi chỗ nào có shop á, shop đó. Tính đâu con dạy. Hay là gào trên đầu. Cái gì? Không phải gào mà nó bị gọi là kiểu nấm da đầu á, có phải không? Quay một cái. Lên trên kia. Dạ, trời ơi. Tính đâu cái áo mà giải chim tiếng cho chị một xin đó. Ôm nó chụp. Ôm nó chụp, ôm nó chụp. Ôm nó chụp. Hẹn. Ôm lên, ôm lên. Đây là cha chỉ cho cách ôm nè. Cầm cái cha chỉ cho cách ôm. Meo. Đó, vậy đó. Đó, ôm đi, xe dành ra.